Tôi đã nghe tất cả, cho nên tôi vô cùng khâm phục bà. Tôi muốn được như bà, và tôi muốn cùng bà tiêu diệt ông ta. Cô cũng muốn tiêu diệt ông ta à? Chẳng phải cô là người con dâu mà ông ta tin tưởng còn hơn con ruột của mình sao? Tôi đã nghe hết chuyện của bà, nên cũng không muốn giấu bà chuyện của tôi nữa. Bà hận ông ta đã phù rẫy và nhẫn tâm phá bỏ giọt máu của hai người, nhẫn tâm giết chết mẹ của bà. Còn tôi hận ông ta vì đã dối gạt, xô đẩy cuộc đời của tôi và con đường tăm tối không lối thoát. Bà hận hắn như thế nào thì tôi cũng căm hận hắn như vậy. Tôi và bà có chung một kẻ thù, và tôi muốn cùng bà tiêu diệt tên súc sinh này. Làm sao ta có thể tin cô? Tin hay không thì tùy bà. Nhưng nếu bà muốn thắng ông ta thì ngoài tôi ra bà không thể nào tìm ai khác tốt hơn tôi đâu. Tôi là người cận kề và nắm rõ đường đi nước bước của ông ta nhất.